tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week 2015, điểm giao thoa của Việt Nam và thế giới của đam mê và tài năng sáng tạo. Mỗi ngày trong tuần lễ này là những màu sắc khác nhau đến từ cảm xúc dành cho các bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Mỗi người góp một phần tạo nên một bức tranh đẹp mắt cho Việt Nam International Fashion Week 2015. Ngày thứ nhất, khu vườn hoa hồng lãng mạn của nhà thiết kế Phương My. Khái niệm thời trang cao cấp trong bộ sưu tập First Initiation của Julian Fournier đến từ nước Pháp. Ngày thứ hai, cảm hứng thăng hoa từ những tác phẩm nổi tiếng của nền hội họa Việt Nam về người phụ nữ trong bộ sưu tập Lúng Liếng, nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Chủ nghĩa Feminism trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Sebastian Gunawan và Christina đến từ Indonesia. Những hình ảnh bồng bềnh của bộ sưu tập san hô đỏ nhà thiết kế Vincent Đoàn. The Limit cuốn hút đầy mê hoặc của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Hành trình của đóa hồng bất ngờ lớn về trang phục may sẵn của thương hiệu Canifa và nhà thiết kế Châu Chấn Hưng. Và sự hấp dẫn sang trọng không thể cưỡng lại của bộ sưu tập nhà thiết kế Alvin Fernandez đến từ nước Úc. Ngày thứ ba, bộ sưu tập nguyên bản với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng nhưng cũng không kém phần thơ mộng và á đông của nhà thiết kế Lee Lam. Bộ sưu tập đẳng cấp của nhà thiết kế gạo cội Yumi Katsura với những chiếc váy cưới cao cấp và những thiết kế mang đầm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Bộ sưu tập giấc mơ thời thơ ấu của nhà thiết kế Nguyễn Quang Việt thương hiệu Vietinho. Bộ sưu tập trẻ trung, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng mang tên Uniform đồng phục của nhà thiết kế Lý Giám Tiền. Và những sáng tạo không giới hạn của ba sinh viên xuất sắc Học viện Thời trang Atelier Salon Sava từ nước Pháp. Ngày thứ tư, hình ảnh của những đốm lửa trong mùa đông băng giá lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Rừng Na Uy. Bộ sưu tập Hot Time của nhà thiết kế Victoria Huyền Nguyễn thương hiệu I Hate Fashion. Bộ sưu tập đẹp mắt và cầu kỳ The Clara Collection đến từ nhà thiết kế Eska Santos, Dubai. Bộ sưu tập Into the Woods lấy ý tưởng từ truyện cổ Andersen của nhà thiết kế Giao Linh thương hiệu Woman Rock. Một trong những bộ sưu tập được mong chờ nhất với thời trang cao cấp và những gì cầu kỳ tinh xảo nhất đến từ nhà thiết kế gạo cội Renato Bellesta, Italia. Bộ sưu tập ngẫu hứng vàng với vẻ đẹp kiêu hãnh của trang sức đến từ thương hiệu P&G và nhà thiết kế Minh Quân. Những khát khao lãng mạn nồng nàn, mãnh liệt nên thơ trong tình yêu được thể hiện trong bộ sưu tập All the Lovers đến từ nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn thương hiệu Valenciani. Việt Nam International Fashion Week 2015, nơi quy tụ những sáng tạo giàu cảm xúc nhất của những nhà thiết kế tài năng Việt Nam và quốc tế. Để rồi từ đó, sự giao thoa này sẽ giúp cho thời trang Việt ngày càng phát triển và hòa mình nhanh hơn vào dòng chảy quốc tế.